Dù vướng nhiều thị phi những năm gần đây liên quan đến cách làm ăn của đơn vị chủ quản, nhưng không thể phủ nhận, sân Mỹ Đình vẫn là sân vận động tốt nhất Việt Nam hiện tại. Một sân bóng tốt ở đây không chỉ là mặt cỏ đẹp hay dàn đèn sáng. Nó còn bao gồm rất nhiều yếu tố, ví dụ như quy mô sân vận động, hệ thống các phòng chức năng hay trang thiết bị sẵn có của sân vận động để đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe mà ban tổ chức các giải bóng đá hàng đầu đặt ra. Chúng ta đôi khi chỉ nhìn vẻ bên ngoài để đánh giá một sân vận động, nhưng phía dưới khán đài mới là những hạng mục quan trọng bậc nhất của các sân vận động. Đây mới là khu vực đầu tiên mà các cầu thủ hay vận động viên sử dụng. Đây cũng chính là khu vực tạo ra thu nhập đầu tiên cho các sân vận động nếu xây dựng được các gian hàng kinh doanh và giải trí. Ở Việt Nam hiện nay, ngoài sân Mỹ Đình gần như không còn sân bóng nào có đủ không gian cho hoạt động thương mại phía dưới các khán đài. Trở lại với sân Mỹ Đình hiện nay, ngay khi được bàn giao sân, câu lạc bộ Hà Nội đã chủ động thực hiện công tác tu bổ, cải tạo mặt sân do đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật của đội bóng đảm nhận để đáp ứng yêu cầu của AFC. Sau 3 tuần chăm sóc mặt cỏ, lau dọn khán đài, sân Mỹ Đình đã khoác lên mình tấm áo mới rất đẹp. Mặt cỏ xanh mướt, bằng phẳng, khác hẳn với hình ảnh héo úa, lồi lõm trong một số trận đấu trước đây của đội tuyển Việt Nam.